đóng cái sông của Khánh Hòa chiều cửa cha đóng cái này giờ cha dựng lá bên này làm cho mát là làm cho dễ bên này thì vợ chuyện lá định cho Cao Đi Nguyễn với cha rồi bên này cho nó mát dữ lắm luôn món kêu đó cái đó kêu xuống bằng gì dừng kêu bằng gì cha bẻ Bích Thủy xuống bẻ Bích Thủy nó là nó chọc nó khuất cái đó là mát dữ vậy bẻ xuống cho nó phủ này đừng cho nó dột này dột cái này nè dừng trên đó là bẻ xuống rồi con gái chiền lá rồi ha ghê ha chồng mình ra bữa nay mình phải cho Kiều Na làm thị, hai người cho làm thị nha. Dạ với Khai Nguyễn làm thị hả? Trong Nguyễn. Thị ổng làm không phần nữa. Trước á. Trên đòi hỏi quá. Trời ơi, mặn cực khổ, phải chịu làm thị khỏe mới làm nữa. Nữa hả? Nghe chạy. Không, biết lâu đâu có làm thị nào đâu. Mặn này lỡ tiền nhậu quá. Nhà 3 tháng chưa xong trời không biết. Rồi dạ nhà nha. Chào cả nhà nha. Mới khỏe cả nhà. Cái răng bữa nay còn hơi đau bữa nay ớt ớt đớt đớt đớt. Chị mới bị sáng giờ trời. Chục cây chuyền lá rồi nha. Bữa nay chuyền lá thằng tóc cái thủy gì đó. Chiều qua tại em cũng quay khúc nãy nói chuyện là chuyện qua Nguyễn với cha đồ lọt lên giỏi chuyện lá rồi giỏi ghê ta làm phụ cha chứ hôm cha với Khai Đi Nguyễn cũng lay gai nữa em cũng lay gai ở nhà cái răng em đào không gài răng anh đào phải bế quan tu luyện mới từ 10 ngày nửa tháng nó làm răng đập nó nhậu với ăn tùm lum vợ mà chơi ác không á nha răng đau vợ nấu chiên thịt gà rồi ăn không nha chiên thịt gà ăn là đồ độc không mà cho thèm chơi à giờ bữa nay bồi bổ cho cha với mẹ đi muốn bánh canh cũng lột gì cho anh ăn bồi bổ cho anh có nước nước nha nước gì hết đi tí nữa em đi mua đồ về em nấu cho gia đình mình ăn luôn vậy anh quay lại cho cả nhà xem coi mình làm thế đâu rồi em đóng cái khung bên này nhắn dán dáng này em đóng đường vòng qua thằng cho nó đẹp nha cha gấp cái thủy gì nó là đừng cho nó dột rồi đó tao đóng rồi chào cái nhà nha về cha gà cha đi kìa anh em gì đó rồi em gì đó rồi lắp cái này đừng cho đừng mưa đừng dọc chứ là để mùa nam gì đó cho nó mùa nam vô gió nó sấy đường này lên là dọc dữ thật thấy tụi mình chắc giả con á chung hốc chung hối rồi chung phải làm chung hôm nó có thu thị cũ rồi nó bắt nó bằng ở này chiều nay không biết nó có qua hay không lát mua xương giò heo rồi về hầm với cha hồi bổ. Ủa tao giờ mày bắt tao mà ăn xương sao chịu nổi, ăn cỏ sao chịu nổi. Trời ơi, thịt nó để nó ăn hết. Không không? Ghế động trời không? Ghế này ghế đủ rồi hả cha? Ghế này ghế dữ. Chưa thay báo mà. Sáng cha với mẹ thấy con thấy trúng tôm đúng không? Hả? Một sợ một ấy tôm đúng không? Vô phe cho cả nhà xem anh được. Để ngày mai mình đổ ha. Để mai mình đổ. Mình đổ. Mình đổ bác. Đây nè, ngoài này nè. Em, ra rồi. Để ngoài này rồi. Ủa con bự bự quá, con bự bự lắm em. Đem tới cho cả nhà xem. Bữa này ngon à nha, bữa này chắc 500-600 á. Không biết nhiều nữa. Hôm qua okay. Có, hôm qua có 100 mấy. Mấy con mẹ? Này tôm bự rồi, tôm đạt rồi. Này tôm cả nhà, tôm này là em thả mấy đợt luôn nè, cha mẹ em mượn em thả nè. Bự bự luôn mà ôi thằng Nga mới biết cả nhà. Tôm này là cỡ 25 con hay mẹ ha. Không tới luôn á. 1 ký. Đã à? Ngon không nè. Còn có không? Tươi xanh luôn cả nhà ơi. Cái thèm ha. Vô mánh nè. Mẹ vô mánh với cha vô mánh nè. Hàng chi sáng từ gối hay sáng từ gối. Lên sớm nhà mình lên nhà mình sớm rồi lọp rồi lia chia. Rồi lia chia. Có tiền ai?
rồi em phụ đưa lá ra tiếp mẹ ăn tí, cái bắt đầu em đi chợ mua mới đồ về cái mình nấu ăn. Ôi trời ơi, cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Về vợ em mới đi chợ về này xương nè, xương xương với này à, cái cuốn họng á, ừ, với cục thịt chiên cút, củ sắn với củ cây đỏ này, củ sắn làm cho nó ngọt nước á, ừ, với có tôm khô này, bỏ tôm khô vô cho nó thơm cho nó ngọt nước này, đường phèn ăn kèm rau thì có giá hẹ, tại ăn này bánh lọt này nè, đâu có rau nhiều đâu, ăn chỉ giá hẹ thôi à, hay là kêu bằng bánh lọt, cái cọng nó như cái cọng bánh lọt vậy đó cả nhà, nó bự yên cọng bánh canh mà nó ngắn hơn cái cọng bánh lọt. Kìa bánh canh bánh lọt. Rồi giờ em rửa thịt đi. Em làm sớm cho cha với mẹ ăn sớm hay để tới trưa. Làm này nấu này hầm này lâu lắm. Ừ. Em vô rửa thịt. Thịt thì cũng rửa xong rồi nè cả nhà. Giờ em bắt cái nồi nước này lên nè. Em cho miếng muối vô. Mẹ em cũng sơ á cho nó sạch. Rồi hầm để bắt cái nồi nước lèo lên nè, mình bỏ thịt vô. Vô trộn sơn trộn hết luôn. Em ngâm miếng tôm khô này nha cả nhà, cho nó bong ra cái lớp vỏ nó ra, cho nó mềm mềm tí, nên em bỏ vô nước lèo. Trong thời gian chờ đợi thịt trên kia em trụng cho nó săn lại, đây em gọt củ sắn với củ cải luôn, hai củ nè, ăn là nhịn. Trời trời nhiều lắm anh, nhiều không, chắc ra nhiều lắm chứ bộ. Mình ăn đâu phải giống như hầm đâu mà anh ấy, một tô mình để vài miếng ăn thôi chứ không lẽ anh ăn giống như hầm vậy nè. Ừ, ăn cũ ăn sống mà mấy anh thọ. Anh muốn ăn gì cũng được chứ. Anh đừng ăn em là được cái gì? Được, ăn em càng tốt. Thôi nghỉ chút đi. Trời ơi, gì kia vậy? Là nhức gân. Nhức gân là nhức gân, anh nhức cái gân chứ anh đâu có nhức cái giò cái tay đâu mà anh sợ. À, ý là ăn em là ăn đấm về phải không? Được, cái đó tưởng nó vậy đó được. Ừ, ông giờ cái găng anh nhất anh quýnh lại em không? Mà nói anh dùng cái tay với cái giò. Thịt trụng xong rồi đó. Trụng thịt là lâu cho nó sạch đó hả? Cái da, cái bọt mèo của nó. Chữ trời đó hả? Nhà có 4-5 người mà thịt cỡ này. Full topping luôn à. Cái đầu là cũng mượt rồi nè. Mưa sắn với cái đỏ đỏ chắc là bông hoa rồi ha. Dầu đó là rửa cho nó sạch. Thật này cũng rửa xong rồi nha. Giờ em xe qua đây em rửa củ sắn với củ cải với giá hẹ. Tí nha mình ăn. Giá hẹ với nha mình ăn với bánh lọt á.
tôm sáng mẹ dở lúa á, giờ cái cô này lại khổ mua rồi. Coi thử đi, tôm của mẹ bán được nhiêu tiền nha cả nhà. Chọc cô, cha chọc cô đếm lộn luôn. Nhiêu con cô? 63 con. 63 con. Nó bị chết trong lúa hả chị? Ra kia, kia ra con. Con kia nó lại, nên lại gần em. Nó là già quá vậy. Lại nó hửi hửi. Để cô tính. Cái nhà nó ở nhà bằng ngày thì ở cho mát lắm. Cô đổ ra cần. 2,6 kg. 2,6 kg cả nhà. Để coi ra bao nhiêu con ký cô. 24 con ký nha. Tôm lớn 24 con ký nữa nha. 421 ngàn. Bán được 421 ngàn. Em trả 100, 400 anh tặng em ngàn. 421 lần á. Tặng cái kia gì chứ, ngàn mà chứ nhớ danh gì không biết à. 420 ngàn bạc. Bự ha. Bo ngàn luôn á cha. Anh bo em ngàn. Cô phải nói là. Bo lại anh ngàn. 42 luôn. 42 luôn kìa, ghét bo lại ngàn luôn kìa. Mẹ đưa tiền con coi mẹ. Cô bo lại ngàn chơi gì đó. Chơi kỳ gì? Chơi sao vậy? Vậy chứ ông đó bo ngàn giờ tôi bo ngược lại. Bán tôm được 400 mấy cái mặt tươi gối liền ha. Quá ghê gớm. Qua có 100 mấy hả? 300 mấy. Cảm ơn nha. Giờ ở bưng cái nồi nè. Thằng làm nước lèo đó hả vậy? Bắt đỏ sôi lên rồi em bỏ thịt vô. Hầm cho nó mềm thịt. Giờ nước... Nước sôi vậy? Nước sôi. Em cho mấy củ sắn vô nha. Giờ lấy nước ngọt đó ha. Cho con thịt chú ngọt vào vô. Đây, tôm khô luôn nè cả nhà. Cho tôm khô vô luôn. Gấp ngò gí nè, em bỏ vô luôn. Cho nó thơm. Giờ em hầm cho nó mềm thịt đi. Là có ăn rồi đó ha, nếu chín là có rồi đó ha. Cái này nhanh lắm, mình nấu chủ yếu nước lèo với lại thịt xương là cho nó mềm thôi. Ngoài cái mình sắc ra là mình bỏ vô tô là mình ăn được rồi. Ngoài này của em cũng đóng xong rồi. Khúc này sáng giờ đóng cái này. Mẹ với cha thì lọt bên đó, với vợ phụ. Gà khung này cho nó đẹp. Cho cho đó cho luôn cho đi. Nó khó sợ cái cây, nó mắc cái cây này con đâu có sợ được. Cái mẹ ta. Nó mắc cái cây này không được, đâu có sợ được. Chuyện mày thì bỏ vô. Cái cái gì chứ hả? Không. Cái nó phải kéo xuống nhiều cho nó dịch xuống rồi chứ con không có sợ được. Nó mắc cái cây này con đỡ đâu được. Cãi nó ta sao đấy? Cãi ngay cây này rồi. Bên đây em luộc trứng cút luôn. Cút lộn nha em. Cút lộn gì? Là bộ biết là bộ hỏi nữa. Hỏi khơi nữa. Hỏi cho chửi mà bữa nay hiền dữ ta. Bữa nay anh nhức găng, anh mệt, anh bệnh nè. Em biết anh quýnh lộn không đợi em đâu nên em hiền với anh. Chứ bữa nay anh thẻ là anh mệt với em đó. Mình không có nên mà
ức hiếp những người yếu hơn mình. Ồ, quá mạnh mẽ. Tay của Hạnh này cả nhà, em lột ra anh tí nên em sắc mỏng mỏng em sấy hành phi á, chút mình bỏ vô trong cái nồi bánh, cái tô bánh lọt cho thơm. Rồi sắc củ hành xong rồi, chuyển qua sắc bông, sắc hoa nữa. Giáo sư tiến sĩ mặn mệt vô cởi áo ở trần luôn. Dắt tơi dắt đồ luôn. Dắt đồ luôn. Giáo sư tiến sĩ nhà bác học. Quá mệt cho giặt đồ luôn. Tại giáo sư tiến sĩ nhà bác học ta mới kêu vợ đi giặt đồ. Này tự giặt luôn. Vậy mới sốc, giáo sư tiến sĩ nhà bác học đề mới mà. Dám kêu. Dám kêu. Chú đợi vợ con đời nay là mặn ai mấy giặt ơi. Giặt ơi. Cơ chén ai anh ấy ăn đi gửi ra. Thì vợ con nó làm, còn mình vợ con có mặt công chuyện thì mình phải làm. Giáo sư tiến sĩ giáo học nói chuyện nghe. Nói chuyện nghe chuẩn đi. Nghe chuẩn đi. Anh cứ lên học hỏi cha đó. Ngày xưa là vợ mà ai chồng ăn cơm mà không nhà trên không? Đúng rồi. Không dám xuống nhà trên. Đúng rồi, phụ nữ là không dám xuống dưới nhà dưới nhà trên đúng đó. Lên nhà trên bây giờ là bình dân. Đúng rồi, bây giờ say quá cái son lên đầu. Nè. Dọn đi thấy sấy củ hành cả nhà. Dọn xoài em cho hành vô thì nó vàng này, cái này hồi mình bỏ vô nó thơm lắm. Chân cút chín nè, chân cút hành chín này thôi, còn nửa gì gì còn cút qua. Giờ dớt thịt nó cũng mềm mày, giờ em niêm. Ủa niêm chứ dớt. Nó bụng về nó dớt quá. Tới bụng cái gì anh? Này đường phèn nè cả nhà. Cho đường phèn vô. Nó ngọt nước đèo quá hả? Đúng rồi. Nhìn đường phèn nó ngọt. Một giá gì luôn hả? Ủa cái nội anh nghĩ em bao nhiêu lít nước trong đây? Nhiều lắm. Cho 3 muỗng hột ngọt. Hạt nêm. Cho nhiều hạt nêm nè cả nhà. Muối. Cho nó mềm thịt chút xíu nữa là mình được. À, đừng. Bà đứng chống nói với chị cái gì? Ăn nước sôi không? Bà đang nói chuyện mày gáy lắc cái tiếng của tao luôn. Mày no. À, trời. Tết anh chuyện mày ăn chế đó. Trời thịt mềm mà cái nhà. Em vớt ra luôn. Như là sắc hả? Đúng rồi, cho nó nguội em sắc. Bây giờ nào mới thả củ cải đỏ vô? Em vớt ra em bỏ củ cải đỏ vô luôn anh. Cần mềm tí em cho đầu hành vô anh. Ừ. Mà cái mình múc ra tô được rồi đó. Nồi này chắc ăn 2 ngày luôn á. Rồi chất lượng luôn á. Bao ngọt luôn anh. Tôm khô, đường phèn, củ sắn. Rồi bổ cho cha mẹ rồi ha. Đúng rồi. Làm than quá than. Phi trứng cút, nước mắm. Mà ngồi ghế tấp với vợ sắp mà 4 tô bánh lọt nhìn ngon á. Giờ vợ lấy thịt vô với cuốn họng vô sắc bỏ lên nữa, trụng nước lẩu vô nó ăn cả nhà nước súp. Sắc cuốn họng ra luôn cả nhà. Đường có miếng xương này thấy không? Ừ. Ừ. Nóng quá. Này này. Này cháu lẩu. Dạ tại còn thiếu gì ta? Gan tim gì không em? Không. Ừ, ai thích thì bỏ vô cũng được. Nhưng mà tại sáng, sáng em, không có. Em mua tiền không có anh ơi. Bây giờ sắt rồi, sắt lên tô là dùng nữa ha. Đúng rồi. Cũng tối rồi cho cha với mẹ ăn vừa. Chưa rồi đó. Giờ sắt xong rồi ha. Ừ. Từ đũa này gấp cục xương cũng quằn đũa luôn. Cho cuốn họng rồi vô. Chúc mình cho hành ngò với lại hành phi chính giữa. Nó thơm.
nước lèo quá. Tôm khô nè, múc tôm khô luôn. Đó, để cho nước vô. Cho con hành vô. Nghiêng cầm xong mà nó đổ cái khỏi ăn luôn á. Phải cẩn thận mới được. Thì nên lắm đó. Nên dữ luôn. Ta giờ ăn đậu con này giờ ăn tèo đó. Tệ hơn giờ ăn tèo đó. Dọn rồi hết cả nhà. Bữa nay ăn món à, bánh lọt à, bồi dưỡng cho à, giáo sư tiến sĩ nhà bác học với vợ của giáo sư tiến sĩ nhà bác học. Mời cả nhà dùng bánh bánh lọt với gia đình em cả nhà. Rồi, mời đi. Cả nhà dùng bánh lọt nha. Thì khung cảnh đẹp nữa nha, em cũng đóng cái khung. Ăn rồi gắn mặn nha, chứ phải cho nha. Quá thì gỗng à. Em né anh ơi. Để lỡ lạc đạn chúng em làm bộ. Ăn rồi làm, ăn rồi bắt đầu khi làm tiếp rồi vô ngủ không à. Ăn rồi ngủ. Cái gì? Ăn rồi ngủ, chứ ăn rồi không có làm. Lương thì muốn chi động nhau. Đúng hơn nữa. Cha mẹ làm bộ chụp đục đục sao em né em đâu dám để ở gần, đục em sao? Cái đó cha mẹ giỡn được chứ hai chồng mình giỡn là ổng nó giả bộ nó làm đồ ăn xong giả bộ nó đuổi vậy đó. Đừng chơi mà vấn đề coi nghe là đồ câu đồ ăn ngon, cứ kiếm chuyện cự lộn quýnh lộn rồi bắt đầu vợ chồng già giọt gì. Muốn cùng. Cứ bộ kêu lộn chết ra cha làm bộ chết cái tướng nó giỡn ăn cái quýnh lộn. Bây giờ mai mốt tụi bay giờ có chết chết gì nữa tao cũng ăn. Ăn không có gì phải không? Em bỏ tiêu rồi. Bỏ tiêu rồi. Rồi em mời cả nhà hấp thử miếng nước lèo à, con gái cho nó nha. Rồi non hồng anh chà. Cú hồng con là bữa nay mấy cái đó còn thua rồi đó. Được, có ăn cũng được. Không anh nói chính xác luôn anh, hồi nãy em niêm á cả nhà, cái anh Tèo nếm thử, anh Tèo nói gì được em ơi, tại hồi mình còn bỏ gao vô nữa này kia nó em mà niêm đậm quá một hồi là nó niêm mặn. Hai người vừa luôn. Thấy không? Anh là đầu bếp năm sau. Ẩm trời. Ông thằng ẩm thực mà. Ông thằng ăn á thì có ẩm thực. Thằng ăn vậy đó, phim thằng ăn đó. Mời mà cô Thu ăn bánh lọt không cô Thu ơi. Mời chị mà em mời bà giá. Chị là bà giá, em mời chị ăn dùng với em. Cô bánh lọt. Có mà ngày nào mà em chỉ gì là phải gặp với nhau tâm sự rất nhiều hơn nữa. Trời ơi trời. Tôi cũng nhớ chị em Thu lắm. Mà nói kêu chị giờ kêu em mà chết luôn rồi. Trời, chị em không? Bảo bà giá mà. Thì bữa nay bồi dưỡng gì được vậy cha? Sao mẹ, cha nó nếm thử coi. Ok, cha nó ngon. Thế sao? Bữa nay bồi dưỡng gì được chưa? Sáng than quá trời than mà cha. Đêm hôm cho một suy ngủ, uống tới bến luôn. Mà sáng giờ con nghe mình mà ăn này nghe đỡ lại chút. Nghe đỡ lại chút, chiều làm xị nó khỏe. Chắc chiều nay không nhậu quá, bị như chị nó mệt. Mệt rồi. Lâu lâu nhậu lần. Lâu lâu nhậu lần. Lớn tuổi rồi nhậu ngày nghỉ mấy ngày cha. 2-3 ngày nhậu lần. Từng nhậu lần lớn lớn, từng nhậu lần vừa. Nói mần ăn nghèo khổ, đừng có nhậu lần tối ngày. Không tiền bạc, nó cười chết. Tại lâu lâu lợp nhà này cho nhậu ha, lai gai với con cháu rồi ha. Đây nè, cha với mẹ sáng làm xong rồi. Đẹp không cả nhà? Tôi nghỉ nhậu rồi, ít nhậu. Sáng cha làm mé này nè. Xong rồi nè. Giờ cha chuyển qua cho làm cái cửa. Giáo sư rồi, tôi làm hay lắm. Bữa nay đẹp, bữa nay mát dữ luôn á. Này kể tôi đóng nè, căn này tè đóng. Đóng xong nè, còn như tôi làm. Đóng cho nó đẹp đẹp cho nhìn nó... Hồi đó giờ nó chưa biết, không biết gành luôn. Nó đóng à... cả nhà cũng thông cảm đó, thí dụ thiếu sót gì cũng thông cảm đó. Chứ cha lọt đồ ok đó ha. Đó đỡ ok. Nó lớn rồi, cha canh mai bẻ rồi, có cầm nó dưới được. Mát dữ luôn cả nhà, mát thiệt. Còn với vùng biển lớn lên cái hà đi học mới lớp 4 mấy thì nghỉ xong cái đi lụm mũ xong rồi cái đi lụm mũ lụm cho trai á. Rồi cái 14, 15 tuổi đi biển xong cái 16, 17 tuổi đi lên phố mặn tới giờ. Thì có vợ luôn rồi về. Em nói 16 tuổi, đi. 16 17 tuổi đi làm cái 18 tuổi lụm anh luôn cái gì. Đúng rồi, em hốt anh nè. 17 tuổi lụm gái ta luôn. Có còi. Luôn chạy có còi. Luôn chạy có còi. Dân thiệp, thua. Chứ dạ chạy thua chứ sao vậy? Chạy đâu lại trẻ hả? Lụm cho lụm nó rượt chứ gì. Giờ này húp này dễ ăn hay cha? Ngồi đây mát nữa. Ừ, phải ai nhà lá ở quạt gió đâu mát thiệt chứ cái nhà tiền chế còn thì nó nóng lắm mà tại nhờ đỡ cái hồi lần dình dụm ít nặng đóng cái lao phong cho nó thoáng thoáng chút chứ nhà tiền chế mà để không là nóng dữ vậy chứ. Đúng rồi.
tao nè, mình ăn nấu thêm nào nè. Được, được không? Tôi mần mướn rồi, từ nhỏ lớn giờ. Ai mướn gì tôi mần lấy, mình mần nhà thì ít có mần thiệt. Nghèo khổ à, phải đi mần mướn ở đợi đợi người ta. Người ta chửi lên chửi xuống phải chịu. Khổ mà. Thế thì làm cho người ta mà. Giờ làm cho người ta chửi lên chửi xuống vậy rồi, giờ có biết mà làm bằng cái ông thằng áo dài tao rồi. Ta làm vậy mình có kinh nghiệm. Tôi từng tuổi này chưa có được cái nhà rồi. Khổ quá. Nhà gặp lúc mà nó gan. À, mấy người kia cha nói sao con không để dành tiền cắt lễ nhà cho cha với mẹ của con mà con còn ở nhà tiền chế nữa. Cha thì cha cắt nhà tường tiền đâu cắt nổi, còn nhà gỗ thì cha cắt giờ nào không được cả nhà. Gỗ cha nhiều lắm nè, cha đưa cho em mấy cái cây này không, là cái chọi này gỗ của cha không nè, lá của cha không đó. Nhưng mà cái là biết không, tại là lớn tuổi rồi muốn cắt cái nhà sao mà để cho nó chỉnh chu á, sống tới lớn tới già luôn. Chứ bây giờ mà như tụi em cắt rồi nữa, sau này có hư tụi em còn trẻ tụi em còn cắt lại được, còn cha năm mấy rồi cắt lại cũng hơi khó á. Tôi muốn cắt làm sao mà cho nó đàng hoàng luôn, liên cố luôn. Chứ giờ gỗ mà cha cắt mà cỡ 8 cái nhà chòi này của em còn được nữa, chứ đừng nói mà còn có cây để cắt nữa, chứ đừng nói mà cả nhà nói sao không sửa lại nhà cho cha mẹ. Với tụi em cũng kiểu đâu có khá giả gì đâu. Thời công nhân. Công nhân, từ công nhân đó, từ làm mướn ở đợ, từ công nhân đi lên đó, chứ đâu có cái gì đâu. Đâu phải mà sống từ dịch đích đi lên đâu. Ví dụ con tôi hoặc tôi có ăn này nọ chút đỉnh, tôi không bao giờ còn khi dễ bà con, cô bác, những người ta nghèo khổ hơn mình gấp mấy chục lần nữa kìa. Mà mình vậy mình là có mình chút đỉnh rồi. Mình đừng có khi dễ người ta, nói trên đầu, trên cổ người ta, coi người ta có gì là người đó có tồn tại. Người ta còn khổ hơn mình nhiều lắm á. Mình sống mình cứ biết đủ được rồi. Sống quá mình có tâm đi, có đậu đức chút đi. Chứ nhà mọi người cũng lên đây dạo. Ta thấy con quay phim ta cũng chửi con quá trời đó. Ta chửi 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 ta chạy người ta. Chửi quá mình trời. Có điều đó không quan trọng. Nói tụi con giả tạo, nói tụi con xạo. Ý là nói mình giàu á. Đúng rồi. Còn không hơn thua chi nồi chứ người ta làm gì. Đúng rồi, già nói con giàu á, tụi con giả tạo. Trời ơi trời ơi. Thấy ngồi ăn nghèo nghèo nhà lá sụp sụp vậy chứ 10 nói hoài đó, 11 công đất. Còn đây là em với vợ em là không có công nào, chỉ có cái nhà không à. Nó nói hoài mà cự, mấy người đó cự hoài. Đó, thấy vậy đó. Tôi có sao nói vậy à, chứ tôi không bao giờ tôi nó dốc quá không nổi. Chung mình đất đai thì cũng của ông bà hồi xưa để lại cho cha mẹ cái nhà chứ không phải là mà nuôi tôm mà tôm không trúng mà cũng nghèo như ai vậy thôi chứ đâu có mà. À, bữa nay cũng có lý hơn ha. Sáng cũng nhiêu rồi. 40 mấy rồi. Chà bữa nay có 40 mấy rồi, đi nhậu bia với mấy bằng bà giá được đó nha. Được không, đi không? Cho 200 nè. Ngon trời. Mày đi sọt dữ trời. Còn bà giá mày giờ cho 200 nó dụng đầu tôi á. Đủ cái chuyện rồi. Chứ nó bán được 400 thì tôi chia ra người 200. Gom gom này tôi cho nó lần một cho nó ham. Vậy hả? Vậy thôi thì xuống vui mà đắp tát. À, bữa nay mời bữa nay bà cho 200, mời cho 200. Hôm nay đụng chịu bạc tôi cho nó. Bà giá mày gì đâu mà những 200 con đâu đâu em. Bà giá gì mà đúng rồi, đằng bà giá thằng gì có giá về 1 triệu mới lấy 200 giùm. Ai không lấy luôn. Bởi luôn. Nói chung bây giờ em chắc tới đây cả nhà. Cả nhà đón xem video theo nha. Cả nhà cho gia đình em được đăng ký, được like, được bình luận, được chia sẻ cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe nha. Bye cả nhà nha. Bye cả nhà, cả gia đình. Bye cả nhà nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ vợ chồng em nha cả nhà.